Anh xin giới thiệu đây là món tôm nõn khô rang nhé. Tôm khô này. Đấy. Tôm khô. Tôm khô xong mới sau khi tôm khô này mua về này. Mình rửa sạch này. Xong là luộc qua một lần nước ngâm. Ngâm luộc qua một lần nước để đảm bảo là tôm được sạch, không có nấm nấm mốc. Đấy. Sau đấy mình cho vào rang. Thường thì cái tôm này là người ta hay giã để nấu canh. Nhưng mình không thích nấu canh thì mình rang. Rang thì trước khi rang mình đun nước cho nó mềm tôm lên đã. Đun một lúc cho nó mềm. Đấy, đun sau khi nó sủi. Sủi. Sủi nó mềm tôm người ta mở vung ra. Đấy. Mình đã cho gia vị rồi nhá. Đun một lúc ở cái chỗ này nó cạn nước rồi mình sẽ ngon lắm. Thịt tôm rất là mềm và ngọt. Ngon tuyệt vời. Đấy, các bạn đã thấy con tôm nó nở ra chưa? Đấy, nó nở ra này, nó rất là mềm này. Này nếu mà chúng ta nấu canh thì cũng có thể cho vào được, rất là ngon. Ăn thử. Đấy, ngon lắm. Đun cạn nước còn có thể cho mắm muối mỡ vị chính vào ra. Đấy, sau khi mình đun cho con tôm nó mềm ra, rửa sạch mình lại cho vào, mình cho mỡ vào, mình khi mình lại chiên cho con tôm nó săn lại để cho nó ngon, thơm ngon, béo ngậy. Thấy chưa, ngon chưa? Rất là ngon. Đấy, mình tiến hành cho muối này, cho thêm muối mắm nước chính vào. Rang đảo đều, mùi rất là thơm, quá thơm, ngon quá. Ăn thử. Ngon lắm. À, ăn tôm. Ngon lắm. Đây là món tôm nõn khô rang của mình nhá. Các bạn xem nhớ đăng ký sub và ấn vào chuông để ủng hộ mình và theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Mình xin cảm ơn.